Những ai thuộc tuổi Dậu, Thân, Mùi, Thìn, Tỵ, Ngọ, Sửu thì đừng vội lướt qua. Đây là những điều nói về cuộc đời của các bạn và trong thời gian tới sẽ diễn ra như thế nào. Các bạn cùng nghe và xem coi đúng không nhé. Thứ nhất, từ đầu năm đến giờ, công việc toàn gặp rắc rối, đại hạn hao tài tốn của, tình cảm chán nản, thậm chí muốn ly hôn và thậm chí sắp kết hôn rồi còn bị đứt gánh. Thứ hai, thị phi tiểu nhân quay quanh, danh tiếng bị mất hết. Thứ ba, song rất là tình cảm, là bào nói hơi nhiều, dễ nóng tính nhưng theo kiểu bốc đồng chứ không có ý gì cả, hiền thì hiền thật nhưng lại là hiền cục. Thứ tư, tính tình sớm nắng chiều mưa nhưng giàu tình cảm, tâm các bạn thiện nhưng mà đang rất là khổ tâm. Thứ năm, nhớ rằng những người gây cho các bạn sự thị phi tai tiếng thì họ đang gánh một phần hạn cho mình và chỉ là người đến sau mình mà thôi, không đáng phải bận tâm vì trong 3 ngày tới sẽ có lộc trúng thưởng lớn, có ngôi sao may mắn chiếu mệnh, hội ngộ được quý nhân giúp đỡ, tiền đầy két, lộc đầy nhà. Các bạn chờ đón lộc lớn trong 3 ngày nữa nhé. Những tuổi này hãy xả vận xui tại đây và đón chờ thông điệp cho 3 ngày tới nhé.